Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ lại có một chương trình tri ân tặng quà cho 10 bác khách hàng đầu tiên. Khi mà các bác cập nhật được cái video này của bên em, những bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm về sản phẩm máy cắt tay trong cái đoạn video này đối với 10 bác đầu tiên, khi mà các bác là những người may mắn đầu tiên cập nhật được cái video này của bên em, các bác có nhu cầu quan tâm đặt hàng thì bên em sẽ có một cái phần quà tặng cực kỳ là hấp dẫn cho các bác. Chỉ tặng cho 10 bác đầu tiên thôi các bác nhá. Đến bác thứ 11 là các bác sẽ không còn có cơ hội để được nhận quà tặng nữa. Nên là các bác lưu ý giúp cho em, bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến cái sản phẩm này, khi mà các bác cập nhật được cái video này thì các bác hãy để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Hoặc các bác có thể liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Đây hai số điện thoại thì em có để sẵn trên màn hình để cho các bác có thể là được tham khảo để liên hệ đặt hàng nhé. Trong cái đoạn video này thì em sẽ chi tiết tới các bác hai mẫu sản phẩm này. Một chiếc máy cắt tay sử dụng công tắc gạt đuôi và một chiếc máy cắt tay là sử dụng công tắc bóp nhé. Hai cái mẫu sản phẩm mà trong thời gian vừa qua được rất nhiều các bác khách hàng quan tâm. Thì là một trung tâm điện máy thì bên em nhận ship code xỉ lẻ trên toàn quốc về tất cả các mặt hàng điện máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề, vật tư thay thế điện cơ, điện lạnh, điện máy cầm tay. Mẫu mã bên em cực kỳ là đa dạng, chất lượng ok và giá cả bao giờ cũng là giá cạnh tranh hợp lý thết thị trường để gửi tới toàn thể các bác nhà mình. Các bác mà quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ là đăng ký kênh nhé. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo của bên em. Bên em sẽ thi thoảng sẽ có những cái chương trình tri ân tặng hàng cho 10 bác. Đấy, khi mà 10 bác đầu tiên các bác đặt hàng, các bác sẽ được nhận những cái phần quà có giá trị. Thi thoảng mới có cái chương trình như vậy thôi. Cho nên là các bác mà quan tâm sản phẩm thì các bác đăng ký kênh. Đảm bảo sau này các bác sẽ có thể là tìm mua được rất nhiều những cái dòng sản phẩm hay và hữu ích các bác nhé. Và đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác còn được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm ạ. Thì không để mất thời gian của các bác nữa, em sẽ chi tiết luôn. Đây là một con máy cắt cầm tay công tắc gạt đuôi nhá. Máy Hyundai này các bác này. Em sẽ quay thông số cho các bác được cùng tham khảo luôn. Công suất của máy là 980W này. Máy một tấc nhá. Một con máy màu xanh, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Với cái sản phẩm này thì các bác sẽ sử dụng công tắc gạt đuôi như này ạ. Đây để em sẽ cắm máy chạy thử để cho các bác được cùng tham khảo về tốc độ vòng quay của máy nhé. Máy sẽ sử dụng công tắc gạt đuôi thì các bác dùng nó sẽ rất là bền. Đây để em sẽ cắm điện để cho các bác được cùng tham khảo luôn. Đây công tắc gạt đuôi này các bác này. Gạt đuôi thì khi mà các bác sử dụng xong thì các bác nhớ gạt công tắc đi nhá. Sau đó mới rút điện ra. Đó. Với cái sản phẩm này thì các bác sẽ sử dụng chỗ than bên ngoài như này. Các bác có thể là tự thay than rất là đơn giản. Và phụ kiện đi kèm nhá. Con này thì nó sẽ không có thiết kế tay cầm. Phụ kiện đi kèm là các bác có một ốp bảo vệ này. Và một tay mở lưỡi này. Với cái con máy này thì các bác sẽ dùng được lưỡi cắt hoặc lưỡi mài phi 100. Đấy, đây là con máy công tắc gạt đuôi nhá. Và em báo giá luôn cho các bác này. Con Hyundai này, công tắc gạt đuôi. Giá là 370.000 đồng, miễn phí ship coi nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu được các bác cái con máy Saikyo này. Con này thì sẽ sử dụng công tắc bóp. Đây để em tiện đây thì em sẽ cắm máy chạy thử để cho các bác được cùng tham khảo về cái tốc độ vòng quay của máy luôn. Con này thì công tắc bóp đây. Đấy. Sử dụng công tắc bóp thì sẽ rất là an toàn các anh nhé. Và hai cái mẫu sản phẩm của ngày hôm nay thì cam kết với các bác 100% là hàng dây đồng ruột dài. Riêng về cái con Saikyo này, Saikyo này thì các bác sẽ có đi theo là một tay cầm này, tay ốp đây, đây là cái ốp bảo vệ lưỡi và một cái tay mở lưỡi nhá. Con Saikyo này thì nó sẽ thiết kế tay cầm, còn riêng con Hyundai mà công tắc gạt đuôi này thì không có tay cầm. Đấy, con Saikyo này thì cái máy của nó rất là nhỏ gọn đẹp. Chỗ than bên ngoài hết các bác có thể tự thay than đơn giản luôn. Máy một tấc nhá.
và công suất của máy này, công suất cực đại 950W này các bác này. Đấy. Máy chạy rất là khỏe và các bác em vừa cắm điện thì các bác nghe cái tiếng kêu rất là êm. À, với cái con Saikyo công tắc bóp này nhá, thì em sẽ tri ân cho các bác nhà mình chỉ với cái mức giá là 450.000 đồng thôi ạ. Bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Đấy, vào hôm nay nhá, trong cái đoạn video này, đối với 10 bác khách hàng đầu tiên, em sẽ tặng cho các bác là một cái lưỡi cắt gạch. Một cái lưỡi cắt gạch nhá. Thứ nhất là các bác có thể chọn lưỡi khủng long. Em có lưỡi khủng long này hoặc là lưỡi Makita nhá. Các bác sẽ được lựa chọn nhá. Các bác chọn trong một trong ba loại. Đấy, em chỉ tặng một chiếc thôi. Mỗi một chiếc lưỡi cắt này trị giá là 50.000. Đấy, các bác có thể chọn lưỡi Makita này. Đây là lưỡi cắt gạch đa năng của Makita. Hoặc là lưỡi khủng long nhá. Lưỡi khủng long thì có loại kín. Đây, loại kín hoặc loại xẻ rãnh như thế này. Các bác có thể chọn. Nếu như mà các bác không chọn thì em sẽ nhặt bất kỳ. Đấy, em có ba cái mẫu lưỡi cắt như thế này. Em sẽ tặng cho các bác một chiếc. Đối với 10 bác nhá, tặng một trong ba chiếc thôi. Các bác mà không chọn thì em sẽ nhặt bất kỳ. Còn nếu như mà các bác trong ba cái mẫu này, các bác ưng cái mẫu nào thì các bác thể báo bên em. Đấy, 10 bác khách hàng đầu tiên, các bác sẽ được tặng một chiếc lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 khi mà các bác sở hữu sản phẩm Hyundai giá 370.000, Saikyo giá 450.000. 10 bác đầu tiên được tặng kèm theo một lưỡi cắt gạch trị giá 50.000. Đấy, em sẽ tặng cho 10 bác đầu tiên nhá. Đến bác thứ 11 là các bác sẽ không có quà tặng nữa đâu ạ. Nên là bác nào đang có nhu cầu quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới trung tâm đặt điện máy Ngọc Mai để đặt hàng ngay từ lúc này. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.